chị rất thương ảnh, thương từng cử chỉ, từng lời nói, từng miếng ăn. Mấy ngày hôm nay thì cái trạng thái tinh thần của anh Soli như thế nào? Buồn, rất buồn, ít ăn, ít ngủ, thức tới 2-3 giờ sáng suy nghĩ, nằm xuống là gấp tay trống suy nghĩ. Xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay tiếp tục hành trình, Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai. Bùi Hồ tìm đến đây để tìm về vợ chồng, vợ 65 tuổi và chồng 24 tuổi. Sau khi đăng những video clip lên, những YouTuber đăng video clip lên thì có rất là nhiều bình luận trái chiều. Và bản thân thì cô Hoa, bản thân thì chị Hoa cũng như là anh Soli rất là buồn. Vậy hôm nay Bùi Hồ muốn cùng cô bác quý anh chị lại gặp chị Hoa để xem về anh Soli với lại chị Hoa như thế nào trong ngày hôm nay nhé. Em làm một cái video clip này để cho chị Hoa có một cái tiếng nói thân thiện với lại những người, tất cả mọi người ở trên cái nước Việt Nam cũng như là ở hải ngoại. Thì chị Hoa ơi, thì trong cái thời gian vừa rồi đó thì em đã xem được video clip của anh với lại anh Soli với lại chị Hoa. Thì em cũng rất, bản thân của em thì em cũng rất ủng hộ chị, cũng như là rất đồng tình với lại chị, cũng như với tình yêu của chị. Và em luôn ủng hộ một cái tình yêu đích thực của chị. Như chị chia sẻ là có thể mình nghèo vật chất nhưng mà mình giàu tình cảm, giàu tinh thần. Thì trong đó có những người thì lại có phản ứng trái chiều, họ nói những điều không hay về chị cũng như là về tình yêu của chị. Thì chị có thể chia sẻ cho em về cái điều đó được không chị? Chị rất buồn. 9 người 10 ý chị không cấm ai được hết. Nhưng mà anh vô đây cũng rất buồn, suy sụp tinh thần. Rồi có con chị cũng rất buồn. Chị cũng không có muốn mà mình phải buồn như vậy. Mà lỡ rồi thì thôi, phải chịu thôi chứ trời thôi giờ. Lỡ rồi thì mong sức khỏe mình dồi dào, vui vẻ mình sống cho mình thì hạnh phúc, vui vẻ được ngày nào thì mừng ngày đó rồi. Thôi mình không quan tâm đến dư luận nữa rồi. Chứ còn không có gì hơn nữa. Vậy chị là người đọc được những cái comment bình luận đó. Vậy thì anh Soli có cảm nhận được cái những cái đó không chị? Những cái comment anh vô đây ảnh dịch ra bên ngồi đây tiếng Việt thì ảnh rất là buồn. Bây giờ em cũng còn buồn. Thì thấy buồn rủ đi chỗ này chỗ nọ cho không đi. Em nằm riết không có đi. Buồn lắm. Buồn mấy bữa nay buồn nghe. Còn chị cũng theo chị động viên ảnh thôi đừng có buồn nữa chứ, người mười ấy kệ nó này người nó kia chứ không lẽ mà theo mình hết đâu được. Nên thôi mình cũng đừng có buồn chi, vui vẻ lên đi. Họ nói thời gian rồi họ thấy tình yêu mình thật sự thì họ không hết nó, họ hết nó nữa chứ có gì đâu. Họ còn ba mốt là không mấy, họ chúc phúc cho mình, có nhiều người chúc phúc nhiều lắm. Có mấy lời bình luận trái chiều cho nên em buồn thôi. Mấy ngày hôm nay thì cái trạng thái tinh thần của anh Soli như thế nào? Buồn, rất buồn, ít ăn, ít ngủ, thức tới 2-3 giờ sáng suy nghĩ, nằm xuống là gấp tay trống suy nghĩ. Ảnh nói là tôi biểu bận, đừng có quay video, đừng có lên YouTube mà sao bận, tôi nói bận không nghe bây giờ đó. Bây giờ tôi rất là buồn. Tôi muốn vợ không, từ ra bọn không cho người nào vô để làm gì biết cả, không cho. Ai vô mà xin chị vô làm gì biết là ổng không cho, ổng nói khỏi đi. Ổng nói là không đương đầu cho người ta chửi được. Thôi miễn mình sống với nhà hạnh phúc là được rồi. Mình hiểu mình, gia đình mình hiểu mình là tốt. Ổng nói vậy. Vậy thì sau cái thời những cái bình luận comment trái chiều như vậy đó thì hiện nay tình cảm chị với anh Soli nó càng gắn bó hơn hay không? Đúng rồi, anh có thèm ăn ủi nữa. Hãy mỗi lần mà chị mở như thế thì coi là ông lạnh giật điện thoại, ông cắt cảm khó coi, không coi rồi buồn, không có coi, không coi. Mỗi lần mà ông thấy chị con ông lạnh giật, ông lướt nè, cho coi, ông cho xé. Trong mọi cái hoạt động, mỗi khi mà chị cầm lên thì anh Soli là người ngăn cản chị.
Vậy thì anh Soli có thỉnh thoảng là xem những cái đó không chị? Cái đó là anh xem đó, chị không có ở gần chị. Chị ra ngoài hoặc chị nấu ăn thì anh ở trong phòng anh xem một mình. Anh đang gọi đi xem biết cái này nhưng nhiều lắm. Xem hết hãy ráng là anh xem. Anh xem video đô, anh xem báo, anh xem nhiều lắm. Dạ. Bình luận thì em cũng được, chị cũng mất làm. Em cảm thấy là cái tình cảm của mình là một tình yêu thật sự. Thì họ bình luận thì cái quyền của họ thôi, của như mọi người đó thôi. Đứng ở ngoài thì không bao giờ biết được. Thì vậy chị có thể nói thêm cho em một tình cảm của chị nó sâu sắc. Có thể chia sẻ cho biết nó sâu sắc như thế nào được không chị? Sâu sắc thì chị rất thương ảnh. Thương từng cử chỉ, từng lời nói, từng miếng ăn. Mà bây giờ anh thốc ra cái gì là chị biết cái này, em đi ăn món gì là chị biết liền. Hoặc chị đi chợ nhà anh, chị biết anh thích món gì là chị muốn nói vậy cho anh. Còn thì anh á, anh muốn đi đâu anh cũng hỏi chị, anh muốn đi mua cái áo, muốn đi thất táo, muốn đi cậu mặt cũng phải hỏi chị đồng ý. Thì anh đi mà anh đi phải chở chị đi, và anh không đi một mình. Anh không đi một mình à, đi thất táo là anh chở đi. Anh nói là bỏ với tôi đi thất táo, bỏ có đồng ý không? Anh đồng ý thì đi. Anh muốn à, mua áo một quần lắm, cái áo này đẹp, anh thấy mình mặc áo này đẹp, là mặc thì mua cho tao cái áo này, mặc cái đồng ý không? Đồng ý thì đi, còn đồng ý thì ở nhà không đi. Em mong là cái video clip này lên thì mọi người sẽ hiểu cho cái tình cảm của chị với lại anh Julie. Đúng rồi. Dạ. Chứ còn mọi người đừng có hiểu lầm chị, tội nghiệp chị không phải chị hôm với chồng, hôm trẻ trong là không người nước ngoài không có, là Việt Nam cũng nhiều. Nhưng mà chị không muốn lấy chồng nữa. Chị nghĩ chị trời con đông, thôi thì mình lấy chồng cũng tội cho con. Không lấy chồng cho nên chồng chị chết lúc chị 41 tuổi chứ chưa tới 42 rồi. Nhưng mà cũng biết bao nhiêu người tới nhưng mà chị không. Chị ở nhà chị nuôi con đến lớn, chị cho ăn học, chị nuôi đến lớn. Thì bây giờ con nó lớn rồi, chị nghĩ con nó lớn thì mình tuổi già, thì nó nuôi ngược lại mình. Thì mình còn cái gì nữa mà đi lấy chồng nữa. Mình cũng đủ ăn, đủ mặc, đủ xài rồi. Không lấy chồng mà sao cái tình thương này thôi, chắc ông trời ổng định nha, mình chị cũng không biết nè, không biết, không ngờ nữa. Cái khi mà những cái video clip của Lê Nguyễn đăng lên đó, cũng như mọi người tất cả những YouTuber đăng lên, thì ở quê hương của anh Soli có xem được không chị? Có xem nhiều lắm. Dạ. Xem nhiều nha. Bán qua cho ổng qua ổng xem rồi nhắn tin cho ổng nữa. Có nhiều người cũng nhắn tin trái chiều, mà có nhiều người nhắn tin cũng đông, cũng ủng hộ. Bản thân anh Soli là một người xa quê, xa quê hương Pakistan của mình, khác luôn cả về những cái tín ngưỡng tôn giáo cũng như là những cái sinh hoạt hàng ngày. Thì đó là một cái nỗi buồn, cộng thêm cái nỗi buồn những bình luận trái chiều như thế này, thì chị sẽ an ủi anh Soli những gì? Thì mình cứ lát ra mình vô cứ cười với nó, dỗ dành ảnh vậy đó, đừng có buồn nữa kệ. Ai nói chi kệ, có nhiều người họ nói trong đầu ổng luôn, nhiều người họ bình luận cái thằng này bên đó nghèo, rồi qua đây đầu mỏ, cái nước này là cái nước nghèo nhất thế giới rồi, chứ đừng lắm đấy. Anh coi mà chị mà có chị á, chị thấy tới cái tin đó là chị lướt, chị thấy bình luận đó chị lướt, anh coi, thì anh buồn, mà thiệt ra mà xúc phạm họ quá, thành tội nghiệp, nên chị cũng thường an ủi, chị cứ giỡn nó cười qua. Ở ngoài thì chị về, ở ngoài chị trong lòng chị buồn thiệt, nhưng mà ở ngoài chị rất giỡn, vui vẻ và sợ buồn tội nghiệp. Chị có thể nói với anh Soli là trao đổi về cái tâm trạng của anh để cho những người ở Pakistan, ở quê hương của anh hiểu khi anh ở đây không? Có thể vô thốt thêm thêm biết vô I also think about this because Vietnamese people are also good for me, and I like and I love Vietnamese people, and I am very happy, so excited. So I have no words to show you. So thank you and come on. Thank you very much. Anh Soli chia sẻ và là anh Soli khi sang Việt Nam thì anh cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui vẻ khi ở bên Việt Nam cũng như là ở với chị.
Thì chị ơi, là cuối cùng thì chị muốn gửi đến mọi người ở trên cộng đồng mạng là trên cái video clip của em là nhắn nhủ gì hả chị ha? Xin gửi đến mọi người lời chúc sức khỏe và vui vẻ, hạnh phúc, luôn khổ và đồng hành cùng tôi vậy thôi. Dạ. Cảm ơn em, cảm ơn chị Hoa với lại anh Soli rất là nhiều. Cô bác với anh chị thì đó là những lời tâm sự thật lòng của chị Hoa và anh Soli, là một cái tình yêu thật sự đến với nhau bằng cái con tim chứ không vì vật chất bên ngoài. Thì mong cô bác quý anh chị sau clip này sẽ hiểu cho hiểu thêm và hiểu cho chị Hoa với anh Julie và luôn ủng hộ về tình cảm của anh với chị. Xin chúc cô bác quý anh chị xem video clip thật vui vẻ và hạnh phúc. Và em xin chào chị Hoa. Anh Julie, bye bye. Bye bye.